Sao vậy? Để chút trưa mình ra khách sạn đi cho nó thoải mái. Chứ đang ở trong phòng của anh mà em ở lâu quá rồi, ngoài nhân viên người ta nghi ngờ nữa. Sắp tới sinh nhật rồi đó, muốn anh tặng những cái gì nè? Điện thoại mới ha. Cũng được, nhưng mà em muốn thêm một điều kiện. Gì? Em muốn con vợ của anh cơm bưng nước rót cho em trong ngày sinh nhật, như vậy mới đã. Em bị khùng hả? Đang yên đang làm tự nhiên làm ra cái trò đó làm cái gì? Anh nó đang muốn tìm lý do ly dị nó, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó, em còn làm như vậy nữa, đổ bể hết sao? Sao nhát quá vậy? Em có làm gì đâu mà sợ lộ. Chứ sao? Thì bữa đó em giả đò em cầm cái tập hồ sơ tới nhà anh, em bàn với anh, rồi anh nói con vợ của anh á làm một bữa cơm thịnh soạn đã mời khách là được rồi, đúng không? Vậy thì được. Bữa đó mà ăn uống rồi xong rồi ha, anh sẽ tìm cớ để cho nó đi ra ngoài. Anh đưa em vô phòng ngủ của anh, xong rồi hai đứa mình. Nè, cô là ai vậy? Sao tự nhiên vô nhà tôi? Cô đi ra ngoài đi, dơ hết trơn rồi kìa. Buông ra coi, làm gì vậy? Bây giờ dơ thì lau lại đi. Giúp việc mà, tạo công ăn chuyện làm đó. Có anh Hưng ở nhà không? Tôi là vợ của anh Hưng. Chị kiếm anh Hưng có chuyện gì? Chị là vợ của anh Hưng hả? Em xin lỗi nha, em ẩu quá. Em là thư ký của anh Hưng, hôm nay em qua để bàn xíu việc á chị. Ủa? Hoàng hả em? Dạ. Có chuyện gì mà tìm tới tận nhà anh vậy? Anh, em qua đây để mà gặp anh bàn lại cái hợp đồng hôm bữa anh em mình bàn á, kỹ là một lần nữa để mai em gặp khách hàng đó anh. Em nè, mấy chút nữa nấu cơm em nấu nhiều xíu nha, để cho Hoàng lại ăn cơm luôn. Tại bình thường ở trên công ty Hoàng cũng giúp đỡ anh nhiều lắm, mà chưa có dịp nào để anh cảm ơn Hoàng hết. Em biết rồi. Em vô ngồi đi. Trời đất ơi, nhìn món nào cũng ngon hết trơn à. Chị Đan, chị mà không nói chị là vợ của anh Hưng á, em tưởng chị ôi sinh chuyên nghiệp không á. Trời ơi, cái món nào chị nấu cũng ngon hết trơn á. Đưa chén này chị lấy cơm cho. Dạ. Thấy ngon vậy chút nữa ăn nhiều vô nha. Nè. Dạ. Ăn đi em, tự nhiên ha. Nhưng mà anh ơi, hồi nãy cái lúc mà em vô ý á, rồi chị đang chị hóc cái tay của em, hình như cái tay của em nó chậm mất tiêu rồi. Em muốn gắp đồ ăn được. Hôm ấy chị đang gắp đồ ăn cho em được không? Ừ, em gắp đồ ăn cho bé Hoàng đi, tay nó đang bị đau mà. Ừ. Cái này nè chị. Dạ. Rồi cái này nữa. Ôi nhưng mà chị ơi, chị lừa cái trứng ra giùm em đi. Chị lấy trứng cho em thôi, không lấy khổ qua. Khổ qua đắng lắm, may mắn mới được nha. Để chị làm cho. Còn thì chị lấy ra đi, đắng lắm. Được rồi chị. Em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, cả nhà ăn cơm đi. Em cứ ăn đi. Ủa chị, sao chị không ăn cái này mà chị ăn cái đó vậy? Thôi, em với anh Hưng ăn đi. Để chị ăn cho hết rồi ăn cũ của ngày hôm qua. Còn miếng đồ xào với ít canh. Hai người ăn hết đi không uổng. Em múc vội quá cho nên không dính con dán nào hết trơn. Ai ngờ nó nằm ở dưới nồi á. Cái gì vậy, sao tự nhiên bỏ dán vô đồ ăn? Ủa thì cái này là canh dán mà. Không những là em nấu bằng dán, mà cái nước này em còn lấy từ bồn cầu nữa đó. Nhưng mà yên tâm đi, em nấu sôi rồi cho nên là vi khuẩn chết hết rồi không sao đâu. Cái gì? Sao mà nôn ói như vậy, hồi nãy còn kêu ngon lắm mà. Cô bị điên hả? Sao mà vậy? Hả? Sao bằng hai đứa bay? Cái bữa mà tao đem cơm lên nhâm phòng cho mày, tao đứng ở trước cửa phòng nghe hai đứa bay bạc hết rồi. Bà khoan, chị còn có món quà sinh nhật cho em nữa nè bé.
Sao? Hot quá trời luôn kìa. Tụi ba nghĩ sao nếu tao đem mấy tấm hình này gửi cho đồng nghiệp công ty của tụi mày? Con này tuy hiền nhưng không có dễ bị ăn hiếp đâu nha. Em ơi, anh xin em mà em bỏ qua cho anh một lần nha. Nếu như mà em cần, anh cắt đứt liên lạc với con Hoàng thì luôn không. Thôi khỏi. Mày nghĩ là tao còn cần mày nữa hả? Chuyện gì vậy? Làm gì đứng cả đám đây vậy? Ủa? Cái gì đấy? Đi vô khác đi, không có gì hết á. Gỡ xuống hết đi. Xong rồi cầm cái đơn sa thải này biến khỏi công ty luôn. Công ty không thể nào chứa chấp những thành phần mà mất tư cách như vậy được. Làm xấu mặt công ty. Dạ sếp. Em. Chào mọi người. Tôi là vợ của Di Hưng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức là vợ cũ của nó. Tôi đã ký đơn ly hôn và chọi thẳng vào mặt của nó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tôi tuyên bố, chính tay tôi đã loại bỏ thằng chồng tồi này ra khỏi cuộc đời của mình. Cho nên từ bây giờ trở đi, có bất cứ chuyện gì liên quan tới nó thì con nhỏ này, đừng ai nhắc tới tên tôi nữa. Tôi cảm thấy nhục nhã lắm. Còn anh nữa, bấy lâu nay chị thương anh nên tôi mới nhẫn nhịn như ngoan ngoãn như vậy. Chứ tôi không phải là một con người nhu nhược cho anh và nó, và đạp và leo lên đầu tôi như vậy. Sai lầm lớn nhất của anh và nó là quá coi thường, dám chọc điên tôi đúng không? Được lắm, tôi sẽ cho hai người phải hối hận. Em ơi. Đi hết đi. Em nhắn tin với ai mà nhìn vui vẻ quá vậy? Gì vậy? Anh hỏi em làm cái gì mới đúng. Nhắn cái gì mà say sưa tới mức anh kêu cũng không hay biết gì luôn. Thì em chỉ nhắn tin với bạn của em thôi. Nhắn cái gì? Bạn nào, trai hay gái? Rồi nhắn cái gì mà quên trời quên đất luôn vậy? Con trai, tên là Thành, đồng nghiệp ở công ty em. Tụi em chỉ tám ba cái chuyện linh tinh ở công ty thôi mà. Bạn khác giới luôn. Anh có bao giờ nghe em nhắc tới cái người tên Thành đó đâu. Có thiệt chỉ là đồng nghiệp bình thường không? Thôi mệt anh quá. Bây giờ anh không tin em đúng không? Nè, tin nhắn này anh đọc đi. Em không có sai, không có gì sợ hết đó. Rõ ràng là không có gì đặc biệt hết. Toàn là nói chuyện công việc với nhau thôi. Mà sao mình thấy lạ quá. Ơi, tự nhiên tối đang nói chuyện tôi tắt máy đi ngủ vậy? Nói tiếng nào chưa vậy? Có chút chuyện. Chồng tôi không thấy tôi nhắn tin với ông á, nên là ông nghi ngờ, ông hỏi chứ gì. Trời ơi, thiệt luôn. Rồi bà giải thích chưa? Thì tôi đưa nguyên cái tin nhắn của tôi với ông á cho ông xem. Tôi với ông có gì đâu mập mờ mà phải sợ. Bà lo giải thích đi á, chứ không hồi ông Hưng ổng hiểu lầm tôi. Hưng, mà cái vụ mà bà nói xin việc công ty mới đó, bữa giờ đi phỏng vấn công ty nào chưa? Tôi có đi phỏng vấn bữa giờ rồi mà tôi chưa ôn chỗ nào hết á. Tôi tính sang tuần á đi phỏng vấn thêm vài chỗ nữa. Ê, nó nghe nè, tự nhiên giờ tôi thấy đói bụng á, nay thèm món Nhật nữa, đi ăn tôi không? Ê, sao giống tôi vậy? Bữa giờ tôi thèm món Nhật á, tính rủ ông nè. Ê, vậy đi ăn luôn đi. Dứ chuyển liền. Dạ em chào anh Hân. Chào cậu. Tôi là chồng sắp cưới của Thảo. Dạ em biết mà. Thật ra em rất là vui khi mà anh Hưng nhắn tin hẹn gặp em ra đây. Tại sao? Dạ hôm bữa em có nghe Thảo nói là anh nghi ngờ mối quan hệ với em với Thảo á. Mà em chủ động nhắn tin hẹn gặp anh thì kỳ. May là anh nhắn tin hẹn em ra đây chứ. Sẵn anh em mình gặp mặt rồi nói chuyện với nhau không phải hiểu lầm gì hết. Thật ra là tôi có đọc tin nhắn của cậu với đại Thảo. Đúng là nó không có gì đi quá giới hạn hết. Nhưng mà tôi cảm thấy giữa hai người nó có một cái mối quan hệ gì nó đặc biệt lắm. Nó không phải giống như những người bạn bình thường. Chẳng hạn như là Thảo đi đâu, ăn món gì, ở quán nào, Thảo cũng đều nhắn cho cậu biết. Và chê cái quán nó ngon hay là dở. Rồi tới khi mà Thảo mua một cái món đồ gì đó mới, cũng chụp ảnh qua khoe cho cậu biết. Trong khi Thảo chưa bao giờ làm điều đó với tôi hết. Mặc dù tôi là chồng sắp cưới của cổ đó. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Chắc là Thảo coi em là bạn thân á, nên là dễ nói chuyện.
Còn anh là bạn trai, là chồng, cho nên là đôi khi là Thảo nói chuyện sẽ giữ kẻ hơn á. Với lại thời gian gần đây á, Thảo định đổi công ty, cho nên là không có thời gian để nói chuyện với anh nhiều. Cái gì? Đổi công ty? Sao Thảo chưa bao giờ nói với tôi về chuyện đó hết? Ủa? Thiệt vậy anh? Em nghĩ chắc là do Thảo chưa chắc chắn á, cho nên là chưa kể với anh thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Có gì cứ gọi em nha. Em với Thảo là bạn bình thường thôi à. Ừ. Anh về rồi hả? Nghe nói bữa nay là anh đi gặp Thành hả? Sao rồi? Thấy thoải mái chưa? Tính ra là chuyện gì hai người cũng kể cho nhau nghe vậy đó hả? Ừ, thì bình thường mà. Thôi, anh vô tắm rửa thay đồ đi rồi mình đi ăn. Sẵn á, lấy đi thử đồ cưới luôn ha. Không cần đâu. Anh nghĩ anh cần phải coi lại cái mối quan hệ này, về cả cái đám cưới của tụi mình. Anh đang nói gì vậy? Vì chuyện của Thành hả? Chẳng phải là anh đi gặp Thành thì anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi hay sao? Anh không tin tưởng em hả? Em phải làm gì để anh tin tưởng em đây hả Hân? Vậy tại sao cái chuyện em tính đổi công ty em không hề nói cho anh biết? Ừ, thì công việc của em á, em nói thì anh cũng đâu có hiểu đâu. Em nói ra để làm cái gì? Em mua đồ em cũng gửi qua cho Thành coi. Chuyện gì ở công ty em cũng tâm sự với nó. 12 giờ đêm em nằm kế bên anh mà em cũng kể cho Thành nghe nữa. Rồi cuối cùng em coi là cái thứ gì? Hả? Anh không hiểu khái niệm giữa bạn thân và người yêu hả? Có những chuyện em hợp nói chuyện với Thành hơn. Như một người bạn thân, em thoải mái chia sẻ cái vấn đề. Còn anh có những chuyện là em kể ra hay em nói ra thì anh cũng đâu có hiểu đâu. Cho nên là mình cứ yêu nhau bình thường thôi đúng không anh? Còn cái chuyện riêng của em á, em chia sẻ với bạn em là chuyện thường thôi. Đó là suy nghĩ của em thôi. Còn đối với anh không một người nào được phép quan trọng hơn vợ chồng mình hết. Khi mà mình có cái chuyện gì á, người mình cần nói ra đầu tiên là vợ chồng mình kìa. Bây giờ nói chuyện còn không nói được với nhau thì làm sao mà sống chung với nhau cả đời được? Anh thấy là anh có đang làm quá mọi chuyện lên không vậy? Anh nói cứ như là em đang ngoại tình vậy đó. Em không có ngoại tình. Nhưng mà trong lòng của em, anh không phải là người quan trọng nhất. Anh nghĩ trước khi tiến đến cái chuyện đám cưới, em phải suy nghĩ lại cái vấn đề này đi. Chừng nào suy nghĩ xong hãy nói chuyện với anh. Anh, chừng nào anh mới chịu ly hôn với con vợ anh để cưới em vậy? Cái gì vậy em? Tụi mình đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi. Anh sẽ cho tiền em xài, còn em thì thỏa mãn cho anh. Tụi mình đâu có gì ràng buộc nhau đâu mà bây giờ cưới hỏi là sao? Nhưng mà bây giờ em có thai rồi. Hả? Cái gì? Em đang nói thiệt á? Em nói thiệt. Em có thai rồi. Bây giờ em tính sao? Anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con em. Thì để từ từ anh tính. Từ từ anh tính? Anh lúc nào cũng từ từ tính hết trơn á. Em chờ anh được, nhưng mà con mình không có chờ được đâu. Anh thử nghĩ đi. Em mới quen anh có 3 tháng mà em đã có con cho anh rồi. Trong khi con vợ già của anh ở nhà, cưới mấy năm trời không đẻ được con cho anh. Em không có biết đâu đó. Em không muốn là con mình sinh ra không có một gia đình đàng hoàng. Thôi mà, anh biết rồi, từ từ anh tính cho. Tại bây giờ ở công ty đang nhiều việc lắm, anh phải giải quyết chuyện ở công ty nữa. Sau đó anh về nói chuyện với vợ anh rồi anh tìm cách anh tính cho em nha. Em không cần biết. Anh coi làm sao được thì làm. Dạ, chào cô. Cô tìm ai à? Tôi tìm cô đó. Cô là Vân, vợ của anh Hưng phải không? À, giới thiệu với cô, tôi là Vi, bạn gái của anh Hưng. Cô muốn cái gì? Tôi muốn cô ly hôn với anh Hưng. Bây giờ anh Hưng không còn yêu cô nữa. Cô đừng níu kéo anh làm gì. Nè, tôi không cần biết cô là ai. Tự nhiên cô tới đây cô nói chuyện khùng điên cái gì vậy? Nếu mà có chuyện đó thì tại sao anh Hưng lại không tự đi nói với tôi? Còn cô lấy tư cách gì mà cô nói chuyện với tôi kiểu đó? Lấy tư cách là người đẻ con cho anh Hưng được không? Tôi nói cho cô biết, tôi có thai với anh Hưng rồi. Tôi cho anh Hưng được làm cha. Còn cô thì không. Cô thử nghĩ đi, giữa tôi và cô, anh Hưng chọn ai? Chọn ai hả?
Chọn ai thì đó là chuyện của gia đình tôi. Tự gia đình tôi có cách giải quyết. Cô đi về giùm đi. Ủa? Sao giờ này mà em còn chưa ngủ nữa? Em đã biết hết một chuyện rồi. Sáng nay cô ta tới tìm em. Vi hả? Cô tới nhà mình luôn hả? Rồi có nói gì với em? Cô ta nói cô ta là bạn gái của anh. Cô ta có thai với anh. Tất cả mọi chuyện là sự thật đúng không anh Hưng? Anh. Vậy là đúng rồi. Em biết là em chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, đó là sinh cho anh một đứa con. Nhưng mà em không nghĩ là anh lại đối xử với em tới cái mức này. Tại sao anh không tự nói với em những cái lời đó, mà anh lại cho một cái con nhỏ ớt ơ nào đó tới đây nói ra những cái điều đó làm em tổn thương như vậy? Anh xin lỗi em. Anh không có muốn giấu em đâu, nhưng mà anh không biết phải nói với em như thế nào hết. Đúng là anh có say nắng Vi, rồi Vi lỡ có thai với anh. Nhưng mà thật sự là anh cũng không muốn mất cái gia đình này, mà cũng không muốn là mình không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cho nên là anh xin lỗi em. Nhưng mà anh mong là em hiểu cho anh. Anh hiểu. Ý là anh muốn chúng ta ly hôn mà. Em hiểu rồi. Em biết tình cảm của tụi mình á, rồi dần dần cũng sẽ phai nhạt thôi. Tại vì em không thể sinh con cho anh được. Nếu như mà bây giờ anh muốn đi thì em sẽ để cho anh đi. Em sẽ không níu kéo anh lại nữa. Em sẽ đồng ý ký cái đơn ly hôn đó, nhưng mà với một điều kiện. Em nói đi. Em, kiểu này là anh với em phải sớm đi ăn mừng thôi. Có gì mà em thấy anh vui quá vậy? Anh giải quyết xong mọi chuyện với con mụ vợ ở nhà rồi. Nó đồng ý ly dị luôn rồi. Vậy là coi như xong. Tụi mình có thể đường đường chính chính tới với nhau, chuẩn bị làm đám cưới luôn. Anh, tốt quá vậy. Vậy thì cuối tuần này em với anh đi mua nhẫn luôn nha. Ok luôn. Đợi anh xíu. Dạ, alo, em nghe đây anh. Dạ. Là sao anh? Vậy cái hợp đồng đó là cả hai công ty cũng đều đã chốt cái phương án như vậy rồi. Dạ không, nhưng mà anh ơi. Dạ. Alo. Alo. Anh. Ủa anh, có chuyện gì vậy? Bên công ty đối tác họ mới vừa gọi điện cho anh. Họ hủy hợp đồng rồi. Cái gì? Hủy hợp đồng? Anh nói vậy là công ty anh sẽ phá sản hả? Anh không biết phải làm sao nữa. Thiệt tình là công ty đang trong giai đoạn khó khăn, phải có cái hợp đồng đó thì công ty sẽ được vực dậy. Bây giờ họ gọi họ hủy, bây giờ anh không biết tính như thế nào luôn. Bây giờ anh tính làm gì đây? Không sao đâu, có em với có con bên cạnh, anh tin anh có thể làm lại được. Anh sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Anh bị điên à? Anh nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà kêu tôi ở bên cạnh anh? Bây giờ anh phá sản rồi, anh có lo được cho tôi không? Tính kêu ở lại để mà gánh nợ cùng anh hả? Con này không có ngu đâu nha. Mơ đi. Em đang nói cái gì vậy? Em đang giỡn với anh hả? Em thì đang mang thai, anh thì vừa mới ly dị vợ xong, tụi mình còn chuẩn bị làm đám cưới mà. Ngu như anh bị phá sản là vừa lắm. Tính ra anh không chỉ thất bại trong sự nghiệp, mà anh còn thất bại trong cuộc sống nữa. Thôi được rồi, giờ anh không còn giá trị để lợi dụng nữa. Tôi nói thẳng luôn, tôi không có mang thai gì hết á. Tôi chỉ lừa anh, tính kiếm chắc một chút thôi. Nhưng mà bây giờ phá sản rồi, xui quá. Vậy ra là bao nhiêu lâu nay cô lừa dối tôi để cô đào mỏ, chứ cô không hề có tình cảm gì với tôi. Đúng, tôi chỉ yêu anh khi anh có tiền thôi. Anh thử nghĩ đi, trên đời này làm gì có ai mà chấp nhận yêu anh vô điều kiện. À, có con vợ quê mùa xấu xí của anh ở nhà á.
Nhưng mà tiếc quá, anh không biết trân trọng, anh ly hôn cô ta rồi. Anh Hưng, anh thấy những điều em nói á có đúng chưa? Ly hôn với anh ta rồi còn mò tới đây làm gì nữa? Thì tôi phải tới đây á cùng chồng yêu của tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cô chứ. Hiểu rồi. Thì ra là hai người cố tình gài để lừa tôi đúng không? Đúng. Tính ra cô cũng đơn giản quá ha. Chỉ có một cái phép thử nhỏ xíu à mà lộ hết nguyên hình ra rồi. Cô đừng vội đắc ý. Cái loại phụ nữ nhu nhược dễ dàng tha thứ cho chồng mình khi anh ta ngoại tình bên ngoài như vậy nè, có gì đáng để tự hào đâu. Tôi thì đơn giản lắm, sao cũng được hết á. Quan trọng là sau cái vụ việc này thì vợ chồng tôi sẽ hiểu nhau hơn. Với lại tôi cũng không có cần mà giải thích cái gì cho cô hiểu hết á. Đồ cái thứ tiểu tam trơ trẽn. Đủ rồi đó, bây giờ cô đi đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Đi. Hai người được lắm. Em biết ai rồi cũng sẽ có những sai lầm. Em cũng hy vọng đây là lần cuối cùng em tha thứ cho anh. Anh cảm ơn em. Anh hứa sẽ không bao giờ anh để em phải buồn nữa đâu. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Người mày có cái này, hôm qua mày đi chơi không? Ừ, tao đi ra ngoài tao kiếm cô lạ đó. Ở nhà có gương mà mày nhìn gương thử coi lại mày coi. Thấy cái gì? Ai mà dám rớ vô? Mày ăn nói kiểu gì vậy hả? Mày nên nhớ là tao là vợ của mày đó. Vuốt mặt phải để mũi nha. Tao nhớ mày là vợ của tao. Không những là vợ tao mà là còn vợ của thằng Bảo nữa. Cái thứ đàn bà đã qua một đời chồng như mày, làm sao tao dám đụng tới? Rồi sao? Qua một đời chồng thì sao? Mày đứa nào nói yêu tao, đứa nào qua nhà gian xin được cưới tao là mày đó. Mày đừng có lấy lý do là nhìn tao vậy mày mới ngoại tình. Là cái tính của mày vốn vậy là lăng nhăng cái khốn nạn thằng. Nói cái gì? Mày đánh tao hả? Mày đánh tao? Mày thôi giờ. Tao đập mày chết bây giờ đó nha. Ừ tao đi ngoại tình đó. Mày dám ly hôn với tao không? Hả? Để cái thứ xòe xòa mày đặt. Đánh tao đi thôi. Đánh đó. Mày không được đi đâu hết á. Mày ở nhà cho tao. Chó, mày ở lại nhà cho tao. Nước của anh nè. Tắm cái gì mà thơm dữ vậy bé? Em lúc nào mà không thơm? Nhiều khi á không tắm cũng thơm nữa. Ủa rồi anh đến đây hoài á, con vợ của anh á nó không nghi ngờ hả? Nghi cái gì mà nghi, nó mà dám giác xác nữa đây là anh hốt xác nó luôn chứ nó mà nghi. Mà nè, thương người ta rồi á thì tối về á không có được ngủ chung với vợ đâu nha, người ta không có thích đâu đó. Dữ vậy trời, mới chiếm người ta cũng mấy bữa mà muốn đánh dấu lãnh thổ luôn nè. Chứ sao, nói rồi đó nha, tối về là không có được ngủ chung với vợ, em giận đó. Em khỏi có lo đi, nó thì ai mà dám ôm ấp ngủ nghê gì đâu. Yên tâm đi anh, có mình em thôi. Tao có đâu có sai đâu. Thì ra bữa giờ á là mày gian dưới con nhỏ phục vụ này hả? Sao mày đối xử tao vậy hả thằng kia? Ủa? Sao vậy cô gái? Chồng mình đã không thích mình rồi á, còn đến đây làm gì vậy? Mày dám ăn nói tao vậy hả? Tới số mày rồi, tránh ra coi. Mày mới tránh ra đó. Tao nói mày biết nha, mày mà đụng tới Thảo đi tao giết mày luôn à. Mày đi ngoại tình rồi bây giờ mày đánh vợ nữa hả? Mày muốn tao la làng lên cho cái quán này biết không? Mày la đi, tao đâu có sợ đâu. Bây giờ một là mày chấp nhận cho tao quen Thảo, còn hai là tao đi chơi. Tao đi mỗi ngày luôn, mà mỗi ngày một con nữa. Mày chấp nhận mày chịu không? Mày dám không? Mày thử nhìn lại mày coi. Thử hỏi cái thằng đàn ông nào mà nó dám rớ tới. Nghe đi, chồng đã nói như vậy rồi á mà còn mặt dày đứng đây nữa hả? Sao về đi. Hai đứa mày đúng là quân khốn nạn mà. Được, tụi bay cứ đợi đó đi. Hãy
Mày tới làm gì nữa? Khách tới nhà không trà thì cũng nước chứ chị. Nhưng mà mày không có đủ tư cách làm khách của nhà tao. Đi về đi. Bình tĩnh đi chị ơi. Tôi đến đây á là có chuyện muốn nói với chị. Nói gì? Thật ra là tôi đến đây muốn giúp chị, chứ không có cố ý gây chuyện gì đâu. Cái gì đây? Giấy chứng nhận dương tính HIV. Mày bị HIV rồi hả? Đúng vậy. Và chồng chị cũng bị. Mấy hôm nay á, anh ta quan hệ với tôi nhưng mà không có sử dụng áo mưa. Mày cố ý gài bẫy nó đúng không? Đúng vậy. Bởi vì cái tính lăng nhăng của chồng chị á, nếu như mà không phải là tôi á thì cũng là những con đàn bà khác. Mà những đứa khác á thì dễ gì nó đủ nhân đạo mà đến đây báo tin cho chị biết. Rồi bất mới gì mày làm vậy với nó làm chi? Bởi vì vì tôi cũng từng bị thằng chồng của tôi phản bội. Nó đi lăng nhăng lăng chạ bên ngoài để nhiễm HIV rồi về lây cho tôi. Cho nên là tôi phải trả thù những thằng đàn ông nào á mà phản bội khốn nạn như chồng của chị vậy đó. Nhưng mà đương nhiên thì tôi cũng sẽ bảo vệ vợ của tôi nó. Ê, cái gì? Sao mày làm cái gì vậy tao? Hả? Dạ coi. Hưng, chết đấy bây giờ. Hưng, tỉnh lại coi. Mày tức hả? Dám chơi thì dám chịu. Ai biểu á mày không chung thủy một vợ một chồng, cho nên mới có hậu quả này đó. Ôi trời. Tao nghĩ là mình nên lo đi xét nghiệm đi. À mà thôi, nếu như mày không muốn đi xét nghiệm á thì tao cũng đảm bảo cho mày luôn là bây giờ bên trong của mày cũng đầy sầu riêng rồi. Bye. Chưa? Sao mày ngu quá vậy? Đi chơi mà không biết giữ mình chi? Rồi bây giờ mang bệnh cho người rồi đó. Vô phương cứu chữa rồi đó Hưng. Đàn ơi, anh xin lỗi em. Anh sai nhiều lắm. Em đừng có bỏ anh nha. Anh xin em ở đây. Em cứu anh đi Đàn ơi. Thôi đừng có đụng vào người tao. Lây bệnh cho tao làm sao? Hồi đó mày chê tao dơ giấy mà. Rồi giờ đụng với người tao làm chi? Nhìn lại đi, giờ đứa nào dơ hơn đứa nào hả? Anh xin em mà Đang. Bây giờ anh bị dồn vô tới đường cùng rồi. Bây giờ em mà bỏ anh là không còn ai bên cạnh anh hết. Em cứu anh đi. Anh xin em. Anh lại em mà Đang ơi. Không ơi. Giờ tao không còn lý do gì mà tao không bỏ mày được nữa đó. Tại mày ngoại tình với tao trước mà. Bây giờ tao không có thể ở lại bên cạnh mày nữa. Tao dọn đồ ra khỏi nhà mày. Câu chuyện của mày á mày tự tính đi Hưng. Thôi mà Đang. Đang. Bây giờ em yêu thích ăn cái gì anh dắt đi. Anh Hưng, anh nói là anh đi làm mà. Vậy còn ai đây anh giải thích cho em đi. Đây là đồng nghiệp làm chung công ty với anh thôi ạ. Anh Hưng, đồng nghiệp gì vậy? Anh nói vậy là sao? Đó, người ta nói không phải đồng nghiệp kìa. Là đồng nghiệp thôi à, em bình tĩnh đã. Vậy là mày cặp kè với bộ tao đúng không? Không có đâu. Đi về đi. Bỏ tay em không có về. Bây giờ anh giải thích đây nè. Em đi về đi rồi mình nói chuyện sau đi đi mà. Nè. Đi về đi, nghe là anh đi về đi. Thôi, đúng rồi đó, em không đi về hả? Thôi mà. Anh xin em nó bình tĩnh nha, anh giải thích đã. Em sao mà bình tĩnh được? Anh không ngoại tình á. Anh không có ngoại tình. Em không có chịu nổi cái cảnh này nữa, mình chia tay luôn đi. Em bình tĩnh nha, anh giải thích cái coi. Anh không có là cái gì với cổ hết, chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Thì tại vì cổ say nắng anh, rồi cũng muốn thân thiết với anh hơn, thành ra là mới khoác tay khoác chân vậy. Chứ anh không hề có tình cảm với cổ, anh chỉ yêu một mình em thôi à. Mà em không chấp nhận được cái chuyện này. Anh năn nỉ coi như là anh năn nỉ em đi. Không bao giờ anh để cái hình ảnh này nó xuất hiện một lần nào nữa đâu. Anh chỉ yêu của mình em thôi Đan. Em phải tin anh. Anh không có là gì với cổ hết đó. Anh nói thiệt mà, anh không hề có tình cảm với cổ. Bây giờ sự thật nó là vậy. Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào để cho em hiểu nữa. Nếu như mà em không tin thì thôi, anh xin lỗi em. Em tin em một lần thôi đó. Anh biết rồi mà. Không bao giờ anh để cảnh này xuất hiện nữa đâu. Anh xin lỗi em. Chị
chuyện hôm bữa là sao? Sao anh nói với em là anh chia tay cô ta rồi? Lúc đó anh còn đuổi em về nữa chứ. Anh xin lỗi mà bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Nghe anh nói đã nè. Là tại vì hôm bữa con nhỏ đó nó làm dữ quá, anh sợ nó khùng, nó điên lên rồi nó nhào tới nó quýnh em trước mặt biết bao nhiêu người rồi sao sao mà coi cho được. Rồi tính tình của nó cũng thất thường, về nhà mất công nó kiếm chuyện, nó phá hoại công việc làm ăn. Rồi anh không có việc làm, rồi anh mất kinh tế, anh không có lo cho em được. Thành ra là bữa đó anh mới cố gắng anh xui lòng theo nó, để cho nó nguôi nguôi, nó đi về đi, rồi từ từ anh giải quyết sau. Hiểu chưa? Chứ anh không có còn tình cảm gì với nó nữa hết. Thì em không biết, anh giải quyết đi nha. Mà phải giải quyết cho dứt điểm đó. Em không muốn làm con giáp thứ 13 đâu. Anh hiểu mà. Anh cũng đâu có muốn để cho em làm con giáp thứ 13 gì đâu. Nhưng mà nhỏ đó nó hung dữ quá, cho nên là anh đang tìm một cái cách nào đó nó êm xuôi nhất, nó hợp lý nhất, để mình giải quyết mọi chuyện cho nó êm đẹp, rồi anh đường hoàng anh tới với em, như vậy nó sẽ tốt hơn. Hiểu không? Chứ anh không còn tình cảm gì với nó hết. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi à. Em là em thương anh đó. Em bỏ qua cho anh lần này, đừng có để em mất mặt nữa. Anh biết rồi mà. Anh cảm ơn em nha. Em. Ừ. Ngày mai em rảnh không? Anh với em đi coi phim. Lâu quá rồi không đi đâu chơi hết. Anh, lâu lâu mới được nghỉ có một bữa à. Em chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Vậy thôi em ngủ đi. Ngủ cả ngày luôn cho nó khỏe. Rồi tối hai đứa mình đi ăn ha. Ăn lẩu được không? Không, em mới nói là em muốn ở nhà thôi à. Anh có muốn đi đâu thì anh rủ bạn của anh đi đi. Em ngủ à. Để anh gấp cho. À, cảm ơn nha. Ăn thêm rau vô nữa nè. Để em tự gấp được rồi anh cứ ăn đi. Em nè, cuối tuần này công ty anh làm tất niên, em đi chung với anh cho vui nha. Ừ. Tất niên công ty của anh hả? Anh cứ đi một mình, chứ ở đó toàn người lạ không à. Em đi theo kỳ lắm. Sao đi một mình được? Ai cũng đi có đôi có cặp hết trơn, tự nhiên anh đi một mình kỳ lắm. Với lại ai cũng biết em là bạn gái của anh mà, có gì đâu mà phải ngại. Ừ. Hình như là cuối tuần này em có hẹn với mấy đứa bạn á, đi mua đồ rồi. Cho nên là anh cứ đi đi. Mà anh nói trước nha, tiệc tất niên đó là mấy chị em người ta lên đồ dữ dằn lắm. Mà em biết rồi đó, công ty của anh toàn là gái xinh không à. Em không đi theo bảo vệ anh, nhiều khi anh không kìm lòng được anh sa ngã luôn rồi sao. Nói chung mới đừng có bàn nữa. Em nói là em bận rồi cho nên cứ đi đi nha. Em ăn xong rồi, có gì tí nên dọn giùm em luôn nha. Em anh. Nói tới vậy mà vẫn không hề hấn vậy là sao ta? Anh, tí nữa mình đi xem phim nha. Xem phim xong á thì mình sẽ đi ăn. Em biết nhà hàng này ngon lắm á. Ăn xong cái mình ghé, mình shopping luôn. Anh, sao vậy? Nãy giờ em nói gì anh có nghe không? Nghe, để em kêu đi xem phim mà đi shopping. Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Đi với em không vui đúng không? Đâu có, anh vui mà. Anh đang rất bình thường luôn chứ đâu có gì đâu. À mà em nè, anh hỏi cái này một cái. Em thương anh nhiều như vậy, vậy em có biết ghen không? Có chứ. Con gái ai yêu mà không ghen. Không ghen chỉ có trong trường hợp là người ta không thương, không yêu anh nữa. Nè, sao tự nhiên hỏi em vậy? Thì anh tò mò, anh hỏi để biết vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Tò mò thôi nha, lén phén dài coi chừng tôi á. Không có ai hết. Vậy tí đi xem phim nha. Thôi đi xem phim hoài chán lắm rồi, với lại cũng đâu có phim gì hay để coi đâu. Hay là chút nữa em ghé nhà anh chơi luôn đi. Hả? Anh sao vậy? Bình thường em đòi qua nhà anh đâu có cho đâu. Sao tự nhiên nay kêu em qua nhà anh? Bình thường không qua, bữa nay qua. Ừ. Ủa, sao không vô nhà anh đứng chờ ai hả? Cứ đợi xíu đi. Nè,
đang ở ngoài mà. Nè anh, người ta thấy gì rồi? Ây da, nè anh, anh sao vậy? Nè anh Hưng, chuyện này là sao? Anh xin lỗi em, nhưng mà bây giờ thì anh đã nhận ra người mà anh thật sự yêu là Đan. Thì ra anh chỉ xem tôi là trò hề để anh mang ra anh kiểm tra tình cảm của người khác hả? Tôi không ngờ là người tôi yêu thương nhất lại là người làm tổn thương tôi đó. Tôi ngu quá đúng không? Tôi ngu cho nên mới tin những lời anh nói. Loại đàn ông như anh đó hả? Không xứng đáng có được tình yêu đâu. Anh biết anh làm như vậy là anh sai với em, nhưng mà trong cái chuyện tình cảm thì không thể nào ràng buộc được. Người anh yêu thật sự là Đan. Anh xin lỗi em. Đan ơi, anh xin lỗi cái chuyện hồi nãy ở trước cửa. Không sao đâu anh, anh không cần phải giải thích gì hết á. Em muốn quan tâm lắm. Rốt cuộc là em đang bị làm sao vậy? Dạo gần đây anh thấy thái độ của em kỳ cục lắm. Em không hề quan tâm hay ngó ngàng gì tới cuộc sống của anh hết. Thậm chí cái chuyện nó khó chịu diễn ra ngay trước mắt như hồi nãy đó, mà em vẫn coi như là không có gì, coi như là anh không tồn tại. Em hết thương anh rồi hả? Em đã từng rất là thương anh, thương đến cái mức mà em có thể chấp nhận hết tất cả những sai lầm của anh. Đã có rất nhiều lần em muốn rời xa anh nhưng mà em chưa có đủ dũng cảm. Nhưng mà hôm nay mạnh mẽ rồi, mình dừng lại đi thôi. Thôi mà Đan, anh xin lỗi. Sau khi mà trải qua tất cả mọi chuyện thì anh mới biết là anh cần em như thế nào, em quan trọng với anh như thế nào. Em là gia đình, là người mà làm cho anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất. Bây giờ tất cả những mối quan hệ ngoài kia anh đều chấm dứt hết rồi. Anh không còn một ai nữa hết. Anh chỉ có một mình em thôi Đan. Em tha thứ cho anh một lần cuối cùng. Anh xin em một lần này nữa thôi, chắc chắn anh sẽ thay đổi vì em mà Đan. Em thích cho anh 1 trên 1000 cơ hội thì em sẽ không bao giờ trân trọng nó đâu. Em trả tự do lại cho anh rồi đó. Anh có thể sống một cuộc sống mà anh mong muốn.